Rồi hơn chừng mới vừa chở chất về nè mọi người ơi. Ba bốn món đồ đéo cho cái vỏ nào hết nha. Ăn thì cũng chết ăn thôi. Đó giờ đổi không? Giờ đổi còn chịu. Đó giờ lấy chịu lấy hết. Có lắc có đồ đủ. Thì đầy đủ trong hết luôn á. Rồi, chứ cái gì cũng muốn, vừa muốn tiền mà vừa muốn có quà nữa. Áo với gì nữa. Trời ơi, áo chú chàng á. Trời đẹp quá. Có dây chuyền gì vậy? Trời ơi, đồng hồ. Đồng hồ đó đẹp quá chứ. Bỏ 1 triệu là có tất cả luôn á. Bà thiếu có 500. Đưa 500 ở đây. Đem đeo đã, từ từ. Đeo là mất luôn à, đeo là mất luôn à. Ôi đeo sang dữ vậy trời. Đeo là lấy tiền chiếc tay chứ mà bị sang chó mày xin đeo vô là rất bị xin bị bệnh đó. Cũng được rồi. Vậy là đẹp rồi. Thôi thuộc sang quá má ơi. Cắt bớt quá nè. Rồi, cắt tiền. Cắt rồi đấy giữ lại. Là cái gì vậy? Cái bông, cái bông. Lắc nhất, lắc. Lấy rồi cắt ra xong mà giữ cái mất đó rồi. Bây giờ bố chịu luôn rồi chứ mày. Tôi đeo bông mà. Đi chuyện. Gì ghê vậy? Đâu có coi. Chết tớm. Ba chữ vậy chứ. Ba chữ á. Ôi vàng ba chữ. Ba chữ á. Gành ra cũng được. Cái chữ bạc á. Những chục chai á. Chở xưa chở 6 giờ đi. Ê, cháu muốn đó đâu vậy? Ừ. Cháu muốn chào bạn ra bà bạn của con. Chở con. Ôi má. Trời ơi lúc bà đây kêu con quen. Nó chạy thẳng á là bà đây vậy? Vậy chắc cháu nó cắn lột hết quá. Nó chạy thẳng thì chết. Rồi dưới gì nữa, làm tao còn cái gì nữa. Rồi có nhiều trước mặt vô hết đi. Thôi bán 500 được rồi. Rồi cái đầu mình xương mặt vừa là khỏi hết. Đó, cái này cũng vừa. Này dở ra chứ, dở ra làm đôi đi. Đó, bây giờ bắt đầu rồi. Thế gì chị Quyền chùm vô, chị Chức chị Quyền. Không, cái này cũng mấy, gì Chức mới vừa. Loại đồ cũng mấy chồng. Chị Quyền chùm vô cho chị Chức thử đi coi đẹp không. Ủa trời ơi, có bóp nữa nè, quá trời bóp. Bóp hai cái luôn á, bóp trong bóp ngoài. Trời ơi, vừa. Ờ, bụng vô luôn. Bụng vô luôn cái gì luôn, trời ơi, dở quá à. Ờ, nó dính vô đâu tháo ra được đâu. Đứng lên, đứng lên. Hai cái ơi. Đứng lên, kéo mới được. Trời ơi, không giờ, không giờ. Thôi, chật rồi, chật rồi. Chật rồi. Được, nhưng mà nghĩ sao ta mặc cái này vậy Quyền, mày cùng quá cùng. Nói chung là có gì chiếc bệnh có Nguyễn nhồi quá nên giờ không vừa đâu. Thôi, ta bỏ nó rồi. Chị chứ, đeo vô nữa, đủ bộ. Đeo vô nữa, đeo vô lên, chứ. Ba chỉ nè. Chị ba chỉ luôn đó. Chị chai chứ. Không, gì vàng. Đi ra tiệm vàng không, cái tiệm vàng, chẳng cái tiệm vàng đổi nè. Bán luôn. Má, vàng nó quýnh má, nhìn nổi ra, chú vàng. Nguyên Tâm Lê nè. Nguyên Tâm Lê. Này dễ hơn à. Nguyên cơm lê nè. Nguyên cơm bồ, cơm lê. Ôi đẹp. Rồi hỏi tiền chứ coi. Ôi chị Quyền, gắn vô gì chứ con đi. Thôi hỏi đi. Dính nghĩa. Ủa đâu dướng trời. Không, ơi. Không hảo ra. Thôi chị Quyền, gắn vô lỡ rồi. Đeo nguyên bộ chị Quyền. Là biết rồi đó. Đứng chân cao cười là biết rồi đó. Đừng có ra thì. Dạo này chị khổ lắm. Trời ơi. Khổ đâu, qua vô 3 triệu rồi. Vô đâu 3 triệu. Anh Tuấn Nguyễn 2 triệu. Dễ ừ. Quá ha. Chứ bữa giờ vô lẻ đâu. Mẹ ăn mì á đâu. Con gì ăn không mì á chứ. Trời ơi, đi mua ba cái này cũng tiền để cho ta tiền đúng không? Ủa? Già lắm. Đi ta đi nên đi đâu chỉ ngón được tay cái đầm với tay ông Vũ rồi. Sắp đi. Trời ơi, chứ nghĩ sao mà má chồng ngu quá vậy. Trời ơi. Giữ luôn má chồng luôn, trời ơi là trời. Đó, bắt đầu là nhất là nghiệp tụ dành bán gì mà đủ má ở trên bán đồ dở như hạch vậy đó. Đâu chứ. Bỏ chuyện xài trong túi cho khỏe đi. Ừ, thấy không? Chị dễ xài phải không? Làm gì mà quýnh lộn với người dùng với tiền đó. Bà không bán mà bà ra đây chị nắng thôi á, hương da tôi ớt. Cái này có tàn lắm, cái nổi lum lum này chồng nó bỏ luôn. Chồng giàu khoái chị khùng rồi. Trời nó cho lên khùng. Hồi qua chị Quý nhảy trùi, đi hỡi luôn chứ tao chứ có cửa, bít cửa rồi. Không nhận khùng nó đập sạch quá. Ủa nhảy đẹp quá chứ ai, nhảy đẹp không?
Ai dù cái gì luôn, bởi vì chồng có mê kêu qua đi đăng kiểm á, kêu là quà lượng xoài cho tất cả nó đang khiển kệ nó đi cháu qua đi hả à? Em cứ nguyện đời thọ cho chị Quý đi thôi vậy đi đâu đi chùa cho đốt nào qua anh gửi mấy sĩ đó hai sĩ đó để là mua vé đi rồi về đây cưới anh rồi sang tên hộ khẩu cho anh luôn đó. Cái chị Quý chịu chơi không, còn gì trước là càng là đưa cho em không à, cái gì cũng đưa cho gia đình đó ông chị Quý. Qua lên clip có nói nè, anh cứ cưới em đi, có gì á em mà chết anh em chết là cái gì cũng là của anh hết, có căn nhà luôn. Đúng rồi, còn gì chết cái gì cũng đưa về cho em không à. Ai à, em với cháu mà chơi ai chơi lại chứ, còn gì chết anh đúng biển mà với gì Quý mà đến với nhà xong rồi Quý mà mất lỡ mất cái nhà là anh đúng biển vô căn nhà luôn đó, Quý một căn nhà luôn. Nó có anh với chị khùng á, cày ổ cặt cù bay thì anh chết mất luôn mấy lấy được lấy nhà. Mà chị Quý là cái người sống lâu nhất luôn á. Chị Quý bà sao? Lông chỏ nãy bà về là bà xỉn, bà đi xe ngoài vậy. Đi taxi à. Về, đi taxi về. Chứ bà là bà nấu nó với anh Tuấn Nguyễn dần bà. Ủa sao không nấu luôn lượt đi, bà đâu bố ý đâu nữa. Ôi chứ thi, làm thì không đủ làm. Má mà có 200 đô mệt cái lồn. Đủ má 200 đô mệt. Đưa nó cho nó làm đi còn. Ủa cái này làm từ thiện mà đâu có làm, đâu có nấu qua đó đâu. Bà Diên Toàn đi. Đủ má mày ra ghép ra ghép đi nổ hoài, con bính mày chết mẹ mày nha. Ông lon lồn, lon lồn. Là sao ghép cái gì? Mày cảnh cáo rồi nha, lần ta đập bể mày. Mày để vô lon lồn, lon lồn. Bà còn cái máy cái mày xanh lon lồn cái mày lon. Ôi xanh luôn hả? Bà giờ nghe lại không? Không có. Chị lon vỏ chị nghe cái đoạn đó rồi, chị nói thôi không có trách gì trước. Nhờ đó mới cho chích tiền. Chị chích chợ cái điểm. Bà nghe rồi. Có nghĩa là cho tiền rồi mới nghe. Đó, lon vỏ lon lồn gì cho nè. Đó, cái bộ đó cái mặt đâu đi tu mà. Hôm qua đó, hôm qua buổi sáng đó. Đồ này đi câu đủ má mày dựng mặt ra ngoài. Ê, bậy rồi đó, bậy rồi đó. Đó ai rồi. Nói? Đó, trong máy. Để nói là clip ở đầu ghép đó chứ rồi. Trời ơi, vậy không? Cứ nói anh hơn rồi, cứ bao nhiêu ngoài. Quay cầm cho con cầm chửi có ít nữa. Ờ, là ta cứ cho tiền trước đi. Cái này mới sao đó, còn nếu mà nó nghe là khỏi cho tiền nhiều. Bây giờ chồng à, cũng con quá à. Tao nghĩ tao ngộ quá. Lén luôn. Vô đó, xong bọn tay bọn đi chùa bà đó tính tiền tao đó. Tao nói là giữ đi. Giữ đi, giữ đi. Bây giờ béo nhiều kêu. Bây giờ chức đứng lên giải quyết nè. Mấy chị Châu ơi. Có bữa đi chức. Chả hết rồi cái gì gì đó. Bà bị điên rồi. Bữa đi chức đi chùa vui không? Tao quên rồi mặt. Nó nói kìa. Bà nghe cho rõ hai cái. Bạn tụi bà đó. Bà cái gì rõ gì chết ơi, chết đừng có nằm mơ mày chết nói bậy đó. Nữa bà người ta nói ra đi chùa cây nến mày chết nói đi chùa gì vậy trời ơi chứ sắp tới ra đi chùa với chùa Long Hải đúng không? Long Hải lòng nào có ừ. Đó chồng không có đi đâu không phải vậy nè tay để 200 đô để làm từ thiện cô như viện Long Hải đúng rồi thì người ta đang bàn về cái vụ đó có nghĩa là thôi bây giờ á sẵn mình đi làm từ thiện mình mướn cái xe ra Long Hải chơi luôn đó hay biết không hả giờ Tuấn Nguyễn chịu đi không thì chịu nó để Tuấn Nguyễn xử Tuấn Nguyễn ok thì bên đây ok trời nó chuyển về ok nó nấu cái lòn ăn mai bú trời rồi có loan nữa không có loan nữa không loan nữa đi con ghép thêm cái chữ đó sao vô nữa đâu trước nó lại chị lon chỉ cho trước chịu chị nói làm sao lại. Nói, cái đó ai ghép đó. Gửi qua chứ không còn có quay cái đó đâu mãi gì sao vậy đó không cái ngày chứ biết không có ghép đúng không cái đó ai quay gì chứ ai quay không biết ai quay đâu quay với ai đó con gái anh đâu là gần công nghệ đó anh ghép với ai dạ ly cả gì
nước mía cho anh ăn ghét ghê đó mẹ má nó. Dạo này mê chai với anh sao á, cái nước không nghe mẹ, anh thương ghét ghê đó mẹ không biết đâu. Mẹ nói thôi ai cũng bị khùng à, ghét ai ghét kỳ kỳ quá à. Đó chồng đi xuống đẹp trai vậy kêu dài quá để cho nó có tiền mà còn chửi tiền rồi vô luôn vô luôn. Làm gì làm chứ chức có tiền là đừng vui vậy gì chức mãi đỉnh nha mãi sửa nữa lâu ôi trời cái này bán nhà ta nói không chờ được mẹ giờ chị Quyền hai mẹ con đặt đi mẹ rồi thấy cái lâm xỉn giữa gài liền chứ gài liền luôn 10,000 chú rẻ thôi 5,000 chứ đi 5,000 chứ đi 5,000 phải không? Cũng gì ta đặt xỉu xỉu phải không? Chị Quyền nãy gì? Tài phải không? Xỉu 5,000 luôn xỉu má mày ở bên đây đưa đây đó chị Quyền luôn rồi lấy giúp nó đặt xỉu nó dài liền luôn cháu rẻ liền ghê tài gì? Tài xỉu.